Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa của ngày hôm nay và phần suy niệm lời Chúa của nữ tu Teresa Phùng Thị Yến. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Con xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 4, tuần Bát Nhật Phục Sinh. Con xin mời quý ông bà anh chị em cùng đọc và suy niệm lời Chúa với con qua bài Tin Mừng của Thánh Gioan. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Đức Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa. Tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp lại: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đã đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không ở xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng và cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông đem ít cá mới bắt được đến đây. Rồi Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em hãy đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết đó chính là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện trong giáo hội và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu mà chúng ta tin tưởng và làm theo lời Chúa dạy, thì Chúa sẽ làm cho mọi công việc của chúng ta được thành công ngoài sức tưởng tượng, như là cái phép lạ mà hôm nay Chúa làm với các môn đệ. Nhưng mà, con hay dùng từ nhân, nhưng mà có biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta gặp gian nan thử thách này, ta ước mong có Chúa hiện diện bên ta, đúng không ạ? Để mà nâng đỡ che chở ta, nhưng mà chúng ta chẳng thấy Chúa đâu. Rồi có những lúc mà chúng ta thất bại, cô đơn giữa những cái đám đông của cuộc đời này, và chúng ta mong được gặp Chúa để mà Chúa hướng dẫn mình, an ủi mình. Ta mong chờ, nhưng mà ta không được gặp Chúa. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, thực ra thì Chúa vẫn đến và hiện diện bên chúng ta mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mà chúng ta chẳng nhận ra Chúa. Cho nên ta vẫn còn sợ hãi này, chúng ta vẫn còn thất vọng, chán chường, và chúng ta thấy Chúa như là
vắng bóng trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ mà họ đâu có nhận ra Chúa. Rồi sau khi mà Chúa làm phép lạ thì ông Gioan ông ấy nhạy bén nhất trong các tông đồ và ông nhận ra Chúa. Cho nên ông Gioan ông nói với Chúa với ông Phêrô đó là Chúa đó. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy rằng là ông Gioan là người đầu tiên nhận ra Chúa. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao chỉ có mình ông Gioan nhận ra Chúa trước? Dạ thưa, ông nhận ra Chúa nhờ một cái kỷ niệm mà mẻ cá lạ lùng giúp ông nhớ lại. Cho nên khi đã yêu á, thì từng chi tiết chúng ta sẽ để ý. Từng biến cố đều nhắc cho chúng ta nhớ đến cái người mình yêu. Đúng không ạ? Cho nên mà chúng ta cứ nhớ lại cái tình yêu của ông bà anh chị em, tình yêu vợ chồng, hoặc là mình sẽ nhớ những cái chi tiết khi mà mình yêu nhau, đúng không ạ? Rất là dễ dàng để mà nhận ra nhau. Mặc dù giữa ngàn người đấy, mình cũng nhận ra là chồng mình, người đó là chồng mình, người đó là vợ mình. Cho nên chúng ta xin Chúa mỗi ngày cho chúng ta đủ được cái sự gọi là kỷ niệm đó, hoặc là cái sự lành trong cái ngày để mà chúng ta khơi lên những cái kỷ niệm của mình về Chúa. Và khi Phêrô nghe nói Chúa đó thì sao? Ông nhảy xuống biển. Đúng không ạ? Ông mặc áo, ông nhảy xuống biển. Vì sao vậy? Có thể là vì lúc mà nghe nói, nghe ông Gioan nói là Chúa đó thì ông Phêrô cũng là ngổn ngang nhiều tình cảm trong cái lòng của ông á. Có thể ông mặc cảm tội lỗi, hối hận. Đúng không? Rồi ông nhớ Chúa và mong được gặp Chúa. Nhưng mà khi mà cái gặp Chúa đó thì ông lại nhớ đến những cái tội lỗi, những cái gì mà ông đã làm cho Chúa, những cái lúc ông phản bội. Đúng không ạ? Cho nên vì thế mà ông liền khoác áo, ông nhảy xuống biển. Nhưng mà ông nhảy xuống biển không phải là ông nhảy, ông đi tự tử, mà ông nhảy xuống biển giống như ông gột rửa cái con người của ông cho nó sạch. Rồi sau đó ông bơi tới với Chúa, ông đến với Chúa. Ông cảm thấy ông không đủ sạch cho nên ông mới đến với Chúa. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng thưa mấy anh chị em, dù chúng ta có thế nào đi nữa, dù chúng ta có tội lỗi ngập đầu đi nữa, thì chúng ta nhớ rằng Chúa không bao giờ quên mình, Chúa không bao giờ trách móc mình. Đúng không ạ? Cho nên mình nhớ rằng Chúa luôn ở với mình. Và Chúa quên hết mọi cái tội lỗi của mình. Và chúng ta cũng vậy, hãy quên hết, hãy gột rửa hết tất cả những cái gì tội lỗi của mình để mình đi gặp Chúa như Thánh Phêrô hôm nay. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng là trong những cái lần hiện ra đó, mùa phục sinh là cái mùa mà con gọi là mùa hiện ra đó, trong những cái lần Chúa hiện ra với các môn đệ sau khi Chúa sống lại đó, Chúa Giêsu chưa bao giờ nói một lời trách móc các ông, đúng không ạ? Chưa bao giờ nói một lời trách móc các ông. Nào là con đã bỏ thầy, nào là con đã chối thầy, chưa. Rồi Chúa cũng không hề nói một tí nào về cái lời gọi là ám chỉ để cho các môn đệ nhận ra cái sai của mình, không. Mà Chúa toàn nói lời dịu dàng này, an ủi khích lệ các ông. Rồi các ông cũng không có một lời nào mà xin lỗi Chúa, đúng không ạ? Chúng ta chưa nghe ông nào nói là xin lỗi Chúa vì con phản bội Chúa, đúng không? Nhưng mà Chúa vẫn tha. Cho nên cái tha thứ đó, theo mà cái tha thứ theo cái gọi là cái tình yêu của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta không cần nói ra bằng lời, đúng không ạ? Và chúng ta khi mà ăn năn hối cải, chúng ta cũng không cần thốt ra bằng tiếng. Cho nên Chúa đến với ta, rồi ta ở cạnh Chúa, thế là đủ thương mà anh chị em, đúng không ạ? Cho nên cái sự tha thứ của Chúa đó, nó không có diễn tả bằng lời nhưng bằng hành động, thưa mấy anh chị em. Chúa Giêsu lại gần, cầm bánh rồi đưa cho các môn đệ, đúng không? Và cá ngài cũng trao như thế, hành động. Nếu mình giận người khác đó, mình chia sẻ đấy, đúng không ạ? Cho nên khi mình yêu thì mình mới tha thứ và mình trao ban. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại mình. Bây giờ mình đọc câu tin mừng là khi trời đã sáng, Đức Giêsu đã đứng trên bãi biển. Chúa vẫn đứng, vẫn ở với ta. Nhưng mà tại sao ta không nhận ra Chúa? Đó là câu hỏi.
tại sao mình không nhận ra Chúa. Chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mỗi ngày tôi học này, tôi làm việc theo một cái thời khóa biểu nó kín mít, đúng không? Rồi mình tự đặt ra cho mình. Rồi tối về thì sao? Mình mệt, mệt mỏi rồi mình chỉ có muốn đi ngủ thôi. Và mình sẽ thấy rằng là gọi là cái lịch trình đó nó cứ lặp đi lặp lại, và vô tình nó làm cho mình rơi vào một cái khoảng trống, và nó làm cho mình cảm thấy lạc lõng, cô đơn, và đâm ra là mình chán nản. Nhưng mà nếu mỗi ngày chúng ta dành ra cho Chúa một vài phút thôi, thương bạn chị em, mỗi tối trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta chỉ dành một vài phút thôi để nhìn lại những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta trong một ngày sống đó, và nhìn lại chính mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng là Chúa ban cho chúng ta rất nhiều. Chúa ban cho chúng ta rất nhiều, và chúng ta sẽ dễ dàng mà ngủ ngon, thương bà anh chị em. Cho nên con mời gọi quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta hãy dành một phút, mỗi một hoặc hai phút mỗi đêm trước khi đi ngủ, chúng ta hãy nhìn lại. Nhìn lại để làm gì? Để mà chúng ta cảm ơn Chúa, để mà chúng ta có thể rằng là tâm hồn mình nó thảnh thơi rồi. Tại vì mình đã coi ngày hôm nay mình làm cho những người mà mình gặp gỡ hạnh phúc. Cho nên mỗi ngày nếu mà chúng ta làm như thế thì con tin rằng ông bà, anh chị em sẽ ngủ ngon này, và tâm hồn của chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình an. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.